Cà pháo, muối sổi trộn với mắm tôm, thịt luộc và ăn kèm là đậu rồng và cà pháo sống nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn á các bạn. Mà cốt yếu ngày hôm nay là cái phần mắm tôm thơm ngon, dậy mùi, đặc sản luôn các bạn. Thì cái video này á, chị em mình gửi đến, chia sẻ đến cho các bạn ấy. Những bạn nào mà không biết ăn mắm tôm như chị gái của mình ấy, thì các bạn có thể xem cái video này giống như là một video giải trí các bạn nhé. Bởi vì các bạn biết vì sao mà cái món cà pháo mắm tôm nó chứ danh mà nó luôn luôn là nó nổi tiếng không các bạn? Bởi vì từ ngày xa xưa ông bà ta là đã nghèo, từ thuở nghèo hèn bần hèn ấy, là cái món cà pháo mắm tôm này đã là món ăn dân dã của người dân của mình rồi các bạn ơi. Đến ngày hôm nay món ăn này lại càng thêm phong phú hơn và được nhiều người biết đến luôn á các bạn. Ngay cả người nước ngoài mà bây giờ là đã cũng nghe nói mắm tôm là biết ngay là ở Việt Nam luôn rồi các bạn này. Hi, chào các bạn trên kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay mình nấu một cái mâm cơm thật là đơn giản nữa các bạn, mà thân thuộc với mọi người luôn đấy các bạn. Đó là thịt luộc chấm cà pháo mắm tôm nha các bạn. Ăn kèm là món đậu rồng nữa các bạn ơi. Cái phần mắm tôm ấy các bạn, tí nữa mình sẽ pha chế để mình bỏ vào cái phần cà pháo các bạn. Hôm nay mình làm một cái cách mới đó các bạn, không phải là cà pháo mà cứ quệt vào mắm tôm đâu các bạn ạ. Bỏ mắm tôm vào cà pháo luôn các bạn ạ. Thì bây giờ mình mời các bạn vào bếp để trụng sơ qua cái phần thịt nạc để mình luộc nha các bạn. Mình cho thịt vào, mình trụng sơ qua để mình mang đi rửa nha các bạn. Theo mình trụng như vậy là được rồi nha các bạn. Mình sẽ đổ ra rổ và mình đi rửa. Mình sẽ bỏ thịt heo và mình luộc nha các bạn. Cho một củ hành tím vào, cho một thìa, nửa thìa muối, một thìa bột nêm để cho thịt nó thơm và cái phần bột nêm vào cái thịt nó ngọt hơn đấy các bạn. Mình để cái phần thịt heo ở đây mình luộc cho khi nào nó mềm thôi nha các bạn nhé. Nếu mà bọt nó lên thì mình sẽ xiên hết bọt nha các bạn. Phần thịt nạc heo mình luộc đã chín rồi nha các bạn. Mình sẽ tắt bếp, vớt ra dĩa cho nó nguội rồi mình sẽ thái lát mỏng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi pha mắm tôm để trộn cà pháo vào nha các bạn. Mình có một chai mắm tôm Bắc này các bạn. Thì trước khi mình pha thì mình sẽ sắc đều lên nha các bạn. Cái màu rất là đẹp luôn này các bạn. Cái màu mắm tôm tươi giống như bartender các bạn. Mình sẽ cho 3 thìa mắm tôm nha các bạn. Cái phần đường này thì mình cho 4 thìa đường nhỏ để mình thăm khám xem thế nào nữa nha các bạn. 2 thìa đường nhỏ nữa nha các bạn. Tại vì mắm tôm là nó hợp với cái phần đường nha các bạn nhé. Các bạn nào mà mình ăn được bột ngọt ấy, thì mình sẽ cho thêm một thìa nhỏ bột ngọt vào nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ trộn cái phần mắm tôm lên nha các bạn. Mình cho cái phần tỏi ớt vô luôn, cho hết. Mình đánh đều cái phần mắm tôm lên nha các bạn. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Mình vắt vào là 2 trái chanh. Mắm tôm là nó hợp với đường và chanh hoặc là tắc nha các bạn. Mình sẽ pha một tô mắm tôm để trộn với cà pháo ăn số dắt luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đánh đều cái phần nước chanh, mắm tôm, đường và tỏi ớt, đánh đều lên, càng sủi bọt thì nó cái mắm tôm nó càng ngon, càng dậy nha các bạn. Các bạn thấy mắm tôm chuẩn là chưa, mình đánh mới có nhẹ thôi mà đã dậy bọt lên này các bạn này. Cái chén nước dùng này nè các bạn, hồi nãy mình luộc thịt á, mình có chắc ra là nửa chén đang còn ấm ấm và nóng luôn, sử dụng rất là tốt để mình pha vào phần mắm tôm nha các bạn. Mình cho vào nước dùng này, nó rất là ngọt các bạn. Nước dùng luộc thịt heo này các bạn,
đang còn ấm ấm và nóng thì mình dùng, mình bỏ vào mắm tôm nó mới ngon nha các bạn. Các bạn đừng để nó nguội nha các bạn nhé. Đây là một cái lưu ý đó các bạn ạ. Bạn thấy cái phần mắm tôm của mình nó dậy lên này các bạn. Mình càng đánh cho nó tan cái phần đường ra nha các bạn. Mình cho thêm một ít nước dùng nữa nha các bạn. Cái chén, nửa chén nước dùng này mình sử dụng chưa có hết đâu nha các bạn nhé. Mình đánh lên các bạn. Mắm tôm cái khi mà mình pha để mình ngâm cà vào các bạn, mắm tôm mình phải cho thêm một cái nước dùng, hoặc là nước dùng luộc gà, nước dùng luộc thịt heo nó mới ngon các bạn ạ. Phần còn mắm tôm mà mình để mình pha để mà mình ăn riêng cà pháo chấm vào nó lại khác các bạn nhé. Mình cà pháo này mình ngâm bằng nước muối bổ đôi ra, hoặc là các bạn cắt luôn ra như thế này, hoặc là các bạn cắt giống như chị em mình như thế này, mình vớt ráo ra, mình cho vào trong cái tô mắm tôm mà mình mới pha lúc nãy nè các bạn. Thơm ngon, màu sắc đẹp. Tỏi, ớt. Các bạn nào mà muốn ăn ớt nhiều hơn tí nữa mình cho nhé. Đây mình cho hết vô luôn các bạn. Mình trộn lên nha các bạn. Hương vị Việt Nam truyền thống, cà pháo mắm tôm tuyệt vời. Đó, các bạn ngâm như thế này. Giờ mình sẽ cắt thịt heo ra nha các bạn. Đúng sớ đó các bạn. Hello. Xin chào các bạn trên kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Thì các bạn ơi, chị em mình đã chuẩn bị và bày trí xong cái bữa cơm mà thịt luộc, cà pháo mắm tôm ăn cùng với lại cái rau, cái gọi cái này gọi là mình, cái này gọi là đậu rồng các bạn ơi. Mãi mà trong cái cà pháo mắm tôm nó cứ trong đầu mình mà cái đậu rồng mình quên bén nó đi các bạn. Cái đậu rồng này là chấm với cà pháo mắm tôm là cũng ngon lắm các bạn ạ. À, bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cái mâm cơm ngày hôm nay cùng với mình nhé. Rồi các bạn nhìn này, một cái ke nước tắc đại luôn các bạn này. Wow, trời, chị gái mình pha. Bây giờ mình mời các bạn miếng nước tắc trước các bạn nhé. Quá đã các bạn nhìn này, ke nước tắc này quá sướng các bạn ơi. Các bạn nhìn cái tô cà pháo muối sổi trộn với mắm tôm này các bạn có đẻ không các bạn? Nhích một miếng cà pháo trước các bạn ơi. Vào. Nhích miếng cơm. Thịt luộc. Rắc thêm miếng lửa mới đẻ các bạn. Cái phần mà cà pháo muối sổi trộn với mắm tôm á các bạn, chị gái mình pha vừa ăn luôn các bạn ơi. Đúng chuẩn luôn, ngon lắm các bạn ạ. Cộng thêm cái thịt luộc ấy, thì mềm. Mà các bạn cũng biết ấy, là chị em mình ấy, các bạn là rất là nhiều video chị em mình chia sẻ rồi là chị em mình không biết ăn thịt mỡ các bạn. Nên ngày hôm nay chị gái của mình đi chợ, chị gái mình mua cái phần thịt nạc ấy. Nhưng mà thịt nạc mềm, nó gần ngay cái phần hông này nè các bạn. Nó rất là mềm, ăn ngon lắm các bạn. Kèm với cà pháo mắm tôm là tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức, chính thức thưởng thức cái mâm cơm ngày hôm nay các bạn nha. Các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Nhích miếng thịt luộc các bạn vào với mắm tôm này các bạn.
chèn mắm tôm vào trong cơm luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắn cái phần đậu rồng nhé, cũng quét vào mắm tôm các bạn. Cái phần đậu rồng á các bạn, đúng là mình thấy đậu rồng sống ấy mà nhai sống lắm, ăn nó rất là hợp luôn đấy các bạn ơi. Ăn cơm trắng không này, đậu rồng này cuốn với lại cái phần thịt luộc nhai nó rộp, cộng thêm cà pháo cũng rộp, ngon tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn thấy mình nhai nó rộp, ngon không các bạn, sướng luôn á. Múc thẳng cà pháo vào nó, thịt luộc, nhất thêm một miếng cái phần thịt luộc hôm nay mình phải nói là quá ngon các bạn ơi. Mặc dù là thịt nạc không nhưng mà nó không có hề khô các bạn nhé, ăn rất là ngon. Nhất miếng này các bạn. Uống miếng nước các bạn ơi, tại mắm tôm nó cũng mặn mặn đấy các bạn. Mời các bạn nhé. Các bạn biết không, chị gái của mình ấy là chùm mà đi chợ mà lựa hàng trả giá luôn các bạn. Đến nỗi mà khắp cái chợ Đan Bình ai cũng biết chị gái của mình. Ý là không phải là cái kiểu mà chanh chua trả giá chanh chua mà trả quá lố các bạn. Nhưng mà chị gái của mình đi chợ là chị gái mình biết mua đồ ngon, đồ tươi, mà lại biết cái cách giá cả. Tại vì chị gái mình là đi chợ hàng ngày mà các bạn. Nên ngày hôm nay là thịt luộc là số 1 luôn các bạn ơi. Và các bạn thấy này, đậu rồng chấm mắm tôm cắn, nhất miếng cơm có quét với thịt mắm tôm, bỏ miệng. Cắt thêm trái cà pháo cũng trộn với mắm tôm. Bữa cơm đơn giản như vậy thôi là đủ ngon rồi các bạn ạ. Các bạn thấy ngày hôm nay á, trên bàn của mình không có nước mắm, không có các loại nước sốt gia vị gì nhiều, chỉ có độc nhất cà pháo muối sổi trộn với mắm tôm, chấm thịt luộc, chấm với đậu rồng, cà pháo sống. Nó rớt các bạn ơi. Bạn thấy không, trái cà mà mình cầm trong tay rồi mà tay rung làm sao mà nó lọt ra luôn các bạn. Cà pháo sống quẹt với mắm tôm ăn cũng ngon các bạn. Do là sáng nay á, chị em mình là tính đi mua cái loại cà bát đấy các bạn. Cái cà bát ấy, ăn sống nó giòn ngon nhưng mà không có. Rồi lại cũng tính đi mua cái loại mà trái cà pháo mà màu tím á, chắc các bạn cũng biết á. Nhưng mà ở cái khu vực của mình á, trái cà pháo màu tím nó hiếm lắm các bạn. Không có, lâu mới có 5 thì 10 ngoại thôi. Nên chị em mình mua cái cà pháo to này cũng được luôn nha các bạn nhé. Đấy, giờ mình sẽ tiếp tục này các bạn. Chấm với mắm tôm. Ngon các bạn. Chị gái mình tỉa hoa cái trái ớt trang trí cho bạn nhìn thấy có đẹp mắt không các bạn.
Ngon quá các bạn ơi. Các bạn thấy chén cơm, tô cơm mình ăn à? Ngon không các bạn? Gần hết rồi đấy các bạn. Múc mắm tôm chan vào luôn, nhất thêm miếng thịt luộc, quét mắm tôm bỏ vào. Giờ là chỉ có vè thôi các bạn ạ. Mình lấy cái vào pháo mà chưa ngâm múa này các bạn, ăn sống mà nhúng nó vào các bạn nhé. Ngon lắm các bạn ơi, ngon. Nhai trong miệng mà nó rồm rộp nghe mà nó sướng luôn đó các bạn. Chị gái mình đang quay phim cho mình mà chị gái mình còn gật gù nữa các bạn ơi. Ngon. Mặc dù là chị gái của mình là không ăn được mắm tôm các bạn nhé. Mình nhai cà pháo mà giống như tiếng pháo nổ tắt 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 luôn. Mấy cái em ruồi các bạn ơi, không thể nào mà chặn được mấy cái em ruồi này hết. Nên các bạn mà xem video á, các bạn trong quá trình mà chị em mình ăn ấy, mà thấy chị em mình quẩy rồi, các bạn thông cảm cho chị em mình nhá. Mấy em ruồi với lại mấy em ăn mắt ấy các bạn, mùa này là ra thứ thì ngày hôm nay chị em mình làm cái cà pháo mắm tôm nữa, lại là món ruột của mấy em nữa các bạn ơi. Mời các bạn nữa nhá. Ngon. Mình thích cái phần đậu rồng mà cắn như vậy ăn ngon lắm các bạn. Ngon quá các bạn à. Các bạn nhìn miếng thịt nạc mà chị gái mình lựa có ngon không này các bạn. Quét ra đã, quét vào mắm tôm. Giờ là chỉ thưởng thức thôi. Nhích thêm miếng cà trộn với mắm tôm. Ngon. Uống miếng nước nữa các bạn ơi. Đúng là cái cà pháo này mình tưởng già nhưng mà ai ngờ nó non ngon lắm các bạn ơi. Cà pháo á các bạn, có nhiều loại cà lắm, chị gái mình nói vậy ấy. Các bạn nhìn này, cái cà này nó to. Cà này cũng là màu trắng nhưng mà nó nhỏ. Nhưng mà cà này các bạn nhìn mình cắn này là các bạn biết làm sao mình nói nó ngon các bạn. Nhìn cái ruột bên trong này các bạn, nó rất là non các bạn nha. Nên vì vậy mình nói những cái loại cà nào mà nó non như vậy này, nó dạng cà to mà cà non mà mình không cần phải muối, qua nước muối
mình ăn trực tiếp vẫn ngon các bạn, nó không có chất chát đấy các bạn. Còn cái cà này tuy mà nó nhỏ ấy, nhưng mà nó lại ra cái chất chát, nên bắt buộc là mình phải ngâm qua nước muối các bạn nhé, thì mới ăn được. Chứ bạn ăn sống cũng được, nhưng mà nó hơi chát chát các bạn ơi. Những bạn nào mà thích cái công thức mà pha chế mắm tôm mà trộn với lại cà pháo muối sổi ấy, mà mắm tôm mà muối trực tiếp vào lại với cà pháo luôn đó các bạn, thì các bạn có thể làm theo cái công thức, cái tỷ lệ pha mắm tôm như mà chị gái mình chia sẻ, mình đảm bảo là ngon các bạn nhé. Mà cái mắm tôm ấy là giống như đầu video chị gái mình chia sẻ là cái phần mắm tôm đấy, là ngày trước mẹ mình có ra ngoài Phan Thiết đó các bạn, mẹ mình mua loại mắm tôm đặc biệt, mắm tôm ngon loại 1, mắm tôm gọi là mắm tôm Bắc các bạn nhé, để các bạn trộn với lại cà pháo muối sổ nè, y bài là tuyệt vời luôn đó các bạn ơi. Mời các bạn nhé. Ăn mà cứ muốn ăn mãi, ăn mãi, ăn mãi, các bạn nhìn thấy hết tô cơm rồi nè các bạn. Mà từ nãy giờ mình cứ rẻ rít hết thịt rồi cà pháo, hết cà pháo rồi lại đậu rồng. Tuyệt vời. Thêm một miếng cuối cùng đậu rồng rồi thôi các bạn. Mời các bạn miếng nước tắt nhé. No say rồi các bạn ơi. Kết thúc video là bắt tay vào làm việc thôi các bạn. Các bạn ơi, mình đã thưởng thức xong cái bữa ăn ngày hôm nay của chị em mình. Cà pháo, muối sổi trộn với mắm tôm, thịt luộc và ăn kèm là đậu rồng và cà pháo sống nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn á các bạn. Mà cốt yếu ngày hôm nay là cái phần mắm tôm thơm ngon, dậy mùi, đặc sản luôn các bạn. Thì cái video này á, chị em mình gửi đến, chia sẻ đến cho các bạn ấy, những bạn nào mà không biết ăn mắm tôm như chị gái của mình ấy, thì các bạn có thể xem cái video này giống như là một video giải trí các bạn nhé. Bởi vì các bạn biết vì sao mà cái món cà pháo mắm tôm nó chứ danh mà nó luôn luôn là nó nổi tiếng không các bạn. Bởi vì từ ngày xa xưa, ông bà ta là đã nghèo, từ thuở nghèo, nghèo hèn, bần hèn ấy, là cái món cà pháo mắm tôm này đã là món ăn dân dã của người dân của mình rồi các bạn ơi. Đến ngày hôm nay món ăn này lại càng thêm phong phú hơn và được nhiều người biết đến luôn đó các bạn. Ngay cả người nước ngoài mà bây giờ là đã cũng nghe nói mắm tôm là biết ngay là ở Việt Nam luôn rồi các bạn này. Các bạn ơi, thì trước khi kết thúc video ngày hôm nay ấy, thì các bạn cho mình xin vài phút để mình nói đôi lời về cái việc mà các bạn cũng biết ấy, là cái kênh YouTube của chị em mình ấy, là Cuộc Sống Hai Chị Em. Nhưng mà nhiều video ấy, các bạn thấy là nói về video mà nấu ăn hoặc là ăn uống ấy, là chị gái của mình là xuất hiện thường xuyên hơn. Còn mình thì lâu lâu là mình vào video để mình ăn, mình thưởng thức những món ăn mà do chị gái mình nấu. Không phải là mình né tránh, không muốn lên video, mà cũng không phải là mình chỉ muốn là ở phía sau để cầm máy quay để cho chị gái của mình, mà lại cái tên kênh YouTube lại là Cuộc Sống Hai Chị Em. Thì ngày hôm nay mình cũng nói luôn, và mình nói chỉ có duy nhất lần này thôi các bạn, bởi vì lúc trước là chị em mình cũng có nói rồi. Là thứ nhất á, hai chị em mình mỗi người một chuyên môn các bạn ơi. Chị gái của mình á, là đam mê về ẩm thực, nấu nướng, nấu ăn. Và cái khả năng của chị gái của mình á, ăn nhiều hơn mình. Ví dụ những món nước, món nóng là chị gái mình ăn được, chị gái mình ăn cay cũng ăn được. Nên vì vậy á, trong những cái video thường á, là mình sẽ là cầm người cầm máy quay, và chị gái của mình là sẽ
ra cái tiêu đề ngày hôm nay là hôm nay là hai chị em mình làm món này, nấu món này đi Hương ơi. Ok, là mình bắt tay và mình quay để cho chị gái mình làm. Rồi nếu mà giả sử như các bạn cũng có thể nghĩ là chị gái mình nấu xong thì mình vào mình ăn cũng được, cũng không vấn đề, nhưng mà mình cũng có chia sẻ nhiều rồi các bạn. Nếu mà những cái món nước, món nóng quá là mình không ăn được, mình ăn rất là chậm. Nếu mà mình ăn chậm á thì sẽ làm mất cái thời gian của các bạn nhiều đi, kéo dài thời gian thì video nó không có được hay. Nên vì vậy á là chủ yếu là chị gái của mình ăn. Không phải là mình là không xuất hiện video trên kênh YouTube của chị em mình, lâu lâu mình mới vào, nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ ngày hôm nay để cho các bạn hiểu hơn là từng thước phim video mà chị em mình ra các bạn, nếu như mà không có mình quay thì cũng sẽ không ra sản phẩm video để gửi đến bạn mỗi ngày. Còn nếu như chị gái của mình mà cũng không lên tiêu đề là ngày hôm nay làm món gì, cho dù mình muốn quay mình cũng không thể nào mà để hoàn thành cái video mà không có người, không có nhân vật để cho mình quay. Nên vì vậy chị em mình sẽ là tương tác hỗ trợ cho nhau. Chị mình chuyên về nấu ăn, nấu nướng, còn mình thì chuyên về dựng phim, dựng video. Đó là một cái chuyên hai chị em mình tương tác hỗ trợ qua lại cho nhau. Nhưng mà những video nào mà chị em mình đi ra ngoài ấy, là chị em mình sẽ luân phiên. Khi chị mình cầm máy quay, mình sẽ là người nói, giới thiệu những cái cảnh quan cho các bạn. Nhưng mà đôi khi á, mình cũng là chị gái mình nói thì mình lại cầm máy quay. Đó là để cho mình nói rõ hơn ngày hôm nay, để cho các bạn hiểu hơn á các bạn. Các bạn ơi, mình cũng muốn chia sẻ thêm nữa là video của chị em mình có phát triển được hay không, có lên được hay không, hay là lùi, càng ngày càng lùi, thì một phần cũng là do ở các bạn là khán giả, các bạn xem video của chị em mình. Chị em mình cũng biết là hiện tại là có rất 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 nhiều kênh video ra nhiều, nhưng mà với chị em mình á, chị em mình không nôn nóng các bạn ạ. Có bao nhiêu chị em mình sẽ làm hết sức, làm cho đến khi nào mà ví dụ cái lượt xem nó vẫn đang còn thì chị em mình vẫn cố gắng làm video để gửi đến cho các bạn. Thì nhân đây mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một cái khoảng thời gian không gọi là dài các bạn, chắc cũng có lẽ là hơn 6 tháng thì các bạn đã luôn đồng hành theo dõi video của chị em mình mỗi ngày, để cho đến ngày hôm nay kênh của chị em mình có lên được chút chút. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng rằng các bạn vẫn luôn đồng hành trên những sản phẩm video chị em mình ra mỗi ngày. Nếu mà các bạn muốn đóng góp ý kiến gì, hoặc là muốn góp ý về điều gì để cho chất lượng video của chị em mình hay hơn, thì các bạn cứ để lại bình luận ở phía dưới, chị em mình sẽ tiếp thu. Hoặc là chị em mình làm được cái điều gì, những món ăn gì như chị gái mình có nói á, thì chị em mình sẽ làm để gửi đến cho các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì các bạn ơi, nhân tiện đây ấy, thì mình cũng thay mặt chị gái mình cảm ơn các bạn rất nhiều một lần nữa đã dành một ít thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Chị em mình chia sẻ món cà pháo muối trộn mắm tôm chấm với thịt luộc và đậu rồng cũng như cà pháo sống các bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn có yêu thích video ngày hôm nay của chị em mình thì các bạn để lại cho chị em mình một like hoặc một bình luận, một chia sẻ, và nhất là nhấn cái nút chuông đăng ký kênh YouTube Cuộc Sống Hai Chị Em của chị em mình, để đó là một cái nguồn động lực để cho chị em mình ra nhiều video hay hơn nữa gửi đến cho các bạn xem mỗi ngày các bạn nhé. Một lần nữa hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai. Mến chúc các bạn nhiều sức khỏe. Bye bye.